Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thank you.
Như vậy video của mình kết thúc đây các bạn.